Ok, hi guys. Hôm nay lớp mình sẽ tập phát âm âm của chữ S trong tiếng Anh. Liên kết chữ S trong tiếng Anh có 3 cách phát âm tất cả. Cách thứ nhất là phát âm S, cách thứ hai phát âm là Z và cách thứ ba phát âm là Is. Ok, vậy làm sao để phát âm cách thứ nhất? Ok, rất đơn giản. Hai hàm răng của chúng ta chạm nhẹ vào nhau và chúng ta đẩy hơi ra. Ok, chúng ta sẽ có S. Ok, các bạn hãy dùng ngón tay đặt vào họng của mình, các bạn sẽ thấy Ok, âm đầu tiên của chữ S mình không thấy rung, có nghĩa là gì? Đó là một âm vô thanh. Ok, khi vào từ, khi chữ S đứng ở cuối một từ, hãy cố gắng làm sao chúng ta thả lỏng hơi để từ đó làm sao mất dần âm. Đừng nguệch một cái cắt nó, ví dụ mình có từ cups, cups, cups. Mình hãy làm sao thả lỏng dần hơi để chữ S đó mất đi, đừng quên một cái cắt là cut. Ok, như vậy nó sẽ không hay. Ok, trong từ những cái gì, những cái chén này thì có hai điều cần phải quan tâm. Thứ nhất là âm của chữ S và thứ hai là âm của chữ K. Ok, mình phải bật hơi chữ K đó, mình không đọc là cups, mình phải bật hơi là mình phải bật hơi là cups, 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 cups. Ok, thứ hai mình sẽ có là cats, 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 những chú mèo. Ok, từ đổ vỡ mình có thể phát âm là gì? Mình đừng phát âm là breaks giống như trong tiếng Việt. Ok, trong tiếng Việt mình có âm e, nhưng trong tiếng Anh hoàn toàn không có âm e, mà nó tổ hợp của hai âm là e và e. Mình phải phát âm là a, a. Mình phải luyến hai cái âm đó vào với nhau, mình sẽ có là breaks, 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 breaks. Ok, từ tiếp theo, từ dừng lại, mình sẽ phát âm là stops, stops, stops. Trong tiếng Anh, người ta sẽ phát âm là stops, stops, stops. Có một đặc điểm khi các bạn thấy rằng tất cả những từ vừa rồi, chữ S đều phát âm là S. Vậy khi nào chữ S, khi nào thì chữ S kết thúc của một từ, mình phát âm là S. Khi chữ S được cộng vào với một từ mà kết thúc bằng một âm vô thanh, ví dụ mình có chữ stop, 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 ok, hoặc là mình phát âm theo tiếng Mỹ là stop, stop, stop. Từ này kết thúc bằng âm p, nó không rung ở đây, có nghĩa là bằng âm vô thanh, cho nên khi mình cộng s vào mình sẽ phát âm là stops, stops, stops. Ok, từ break, 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 đổ vỡ kết thúc bằng âm. Âm này hoàn toàn không rung, nó cũng là một âm vô thanh, cho nên khi cộng thêm S mình phát âm là breaks, breaks, breaks. Ok, những chú mèo phát âm là cat, cat, cat. Ok, thế thì con mèo đó kết thúc bằng t, t. Ok, cũng là một âm vô thanh, khi cộng thêm S mình sẽ phát âm là cats, cats. Ok guys, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn mọi người cách phát âm của âm Z. Làm sao có được âm Z? Thì âm Z với âm S nó là hai âm giống nhau. Tuy nhiên thì sự khác biệt ở đây đó là vì âm S thì dây thanh quản trong cổ của chúng ta không rung, còn đối với âm Z thì dây thanh quản của chúng ta nó rung lên thì chúng ta sẽ có âm Z. Cái khẩu hình thì hoàn toàn giữ nguyên, mọi người được lưu ý là như vậy. Nếu như tay của chúng ta đặt lên cổ họng thì thấy là thì dây thanh quản trong cổ họng chúng ta rung lên rất mạnh. Okay, và như vậy thì chúng ta đã có được âm Z. Ok, từ đầu tiên chúng ta có ở đây đó là từ trees, trees, trees. Ok, vậy thì khi nào một từ có âm S ở cuối mà chúng ta sẽ phát âm là Z. Và chúng ta lưu các em lưu ý đó là gì? Với từ tree thì chúng ta có âm i ở cuối của từ đó, đúng không nào? Và nếu như khi phát âm từ âm i, chúng ta đặt tay lên cổ họng của chúng ta thì thấy là cổ họng của chúng ta nó rung lên rất mạnh. Thì chính vì vậy, khi s kết hợp với một từ mà từ đó kết thúc bởi một âm hữu thanh thì s nó sẽ được phát âm là z, Ok, chúng ta sẽ cùng phát âm lại từ đầu tiên nhá. Trees, 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 trees. Ok, từ tiếp theo. Days, 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 days. Ok, tiếp theo chúng ta có từ shoes,
shoes, shoes, shoes, shoes. Okay, tiếp theo flies, 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 flies. And next one we have games, 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 games. Từ tiếp theo chúng ta có từ heads, 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 heads. Okay, và từ cuối cùng chúng ta có từ songs, songs, songs. Okay, thank you guys. Vừa rồi mình đã học cách phân của chữ S. Đầu tiên là mình có S, và thứ hai mình có là Z. Okay, còn cái cuối cùng phát âm của nó là is. Vậy thì khi nào mình phát âm là is? Okay, khi S kết hợp với một số âm có tận cùng, một số từ có tận cùng, chẳng hạn như là âm của chữ J, J, thì khi đó mình sẽ phát âm là is. Okay, ví dụ mình sẽ có thứ page, page là trang giấy. Những trang giấy mình sẽ phát âm là pages, pages. Okay, khi S kết hợp với một từ có tận cùng là âm của chữ S. Okay, ví dụ mình có chữ bus, bus, nhiều cái xe buýt, mình sẽ phát âm là buses, buses. Okay, khi S kết hợp với một từ kết thúc bằng âm của chữ ch. Okay, chẳng hạn như mình có từ bữa trưa, mình có là lunch, lunch. Okay, thì khi chuyển sang số nhiều, những bữa trưa thì mình sẽ phát âm là lunches, lunches. Hoặc một động từ, chẳng hạn như động từ watch, watch, khi chuyển sang ngôi thứ ba số ít là he watches, he watches. Okay, hoặc một từ khác là từ động từ gì, giơ lên, mình có chữ động từ là raise, raise, kết thúc bằng âm của chữ z, thì khi chuyển sang ngôi thứ ba số ít hoặc là gì số nhiều một danh từ, mình cũng làm sao kết thúc bằng is, chẳng hạn như động từ raise, I raise my hand, tôi đưa tay của tôi lên, thế thì anh ấy, he raises his hand, anh ấy đưa tay của anh ấy lên, thì khi đó raise chuyển sang thành là raises, raises. Okay, hoặc một từ kết thúc bằng âm của chữ sh. Okay, ví dụ tôi đánh răng, I brush my teeth, nhưng cô ấy đánh răng thì lại là she brushes her teeth. Okay, mình có brush, brush, chuyển sang là brushes, brushes. Okay, thank you guys.